Xin chào tất cả các bạn nha. Vào ngày 12 tháng 8 mình có một cái video hướng dẫn các bạn claim NFT Susu Iron nè bạn, thì dành cho 20.000 người đầu tiên tham gia dự án này nè bạn. Thì bạn nào đã có làm dự án này thì các bạn vào claim ngay các bạn. Thì để claim được thì các bạn cần copy phần link mô tả như video mình nè bạn. Sau đó các bạn mở trình duyệt chiếc wallet mình ra nè, bạn chọn vào đi app. Các bạn dán vào đây nè các bạn. Rồi. Các bạn gỡ nè. Rồi sau đó các bạn connect nè. Connect với chiếc wallet của bạn trước kia đã tham gia drop các bạn. Rồi vào các bạn bấm vào claim reward nè. Thì các bạn sẽ tốn phí gas là 0.00018 BNB khoảng 0.92 USDT các bạn. Thì cái này mình không khuyến khích các bạn claim cân nhắc nha các bạn. Xin nhớ các bạn, mình claim luôn các bạn. Kệ mắc 0.92 đô cũng không có nhầm nhòi nha. Rồi mình được một con NFT Susu Iron Bounty. Rồi các bạn bắt update đây. Các bạn copy địa chỉ của mình nha các bạn. Rồi sau đó các bạn gỡ mã chỉ cơ gom ra, các bạn gõ từ BC nè các bạn. Rồi các bạn dán vào các bạn. Rồi bấm gỡ. Sau đó các bạn chọn ERC20 nha các bạn. Ok. Ok, mình đã về được một token Susu Bounty nè các bạn. Tổng cung của con này nó có tới 30.276.000 sau cái máy holder. Rồi, ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn claim một token NFT Susu Bounty đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.